bọn mẹ bị nông ít từng lái là nghĩ số mười bị nông hào bỏ bước mọi bài tèm làn không lầu có đại ê te ken khéo níu su bù súng. Du sử thành cần tay sờ một cuống là nèo tay mi nên văn hòa kít lầu sờ mi lai giòn cặp kháo sờ có lễ bến lái không lầu đi ngàm tạp bến làn giòn của hở nèo tay chào nhất sờ te làn ken khảo níu chẹp hóm lơ đại moài bét sư làn khóng miền mà kỳ điên phả bến nòn có lơ chế biển bến làn không lầu chẹp hóm giòn khảo bén khảo lám cặp khảo níu làn màu đoan màu đí ni sơ lan khóc lâu mi lái son đi ngàm cặp tưởng mà te điên phả cặp xùm chớ te chủ cần du mi đến sửa thành triển hoạt lan khóc lâu kỳ cần tay lơ đẩy ế bến te làn ken khảo níu sơ con mệt phai triển hoạt khảo bén khảo cuông làn mù hồi mửa xết bao sờ chờ lơ toàn khách lơ mà dám tình hườn tình lan ban khảo kỳ cần tay chờ đỡ cỏ mi khảo bén. Khảo bén là đại ệt óc te ken khảo níu, một loại te chờ tùm hoạt chờ kít lầu, sợ chờ đớ cỏ hên hóm. Loại bén nỉ đầy ho, một tàng nổi lém cặp mưa lắng sợ tớp mà. Ít khảo bén sợ cỏ bao giạc, cặp cỏ bốc mì chỉn, giòn sư lan ăn bánh ưn. Lan ken khảo nưu hải, chẹp hóm, sợ cỏ lơ đầy ho, cuống lan bơ cuội pa. Tớ có mưa chàng kỳ xung ở nông mái nhìn, làn ăn bèn có lơ đầy ho chàng, ếp bến, bác sư làn nông mày su nhom bù súng. Sắp khoam kỳ xung cân thầu, khảo bén sờ một cuông làn ăn bèn kỳ cân tay, sướp nắm làn song chiềng sờ liếng, mưa tinh ế, chăm lụt. Sắp song chiềng lùng làn chưa mất giam, cân tay sờ nhàng khô khâu, khảo sờ bao no kín no lau phai sọc làn có mình du tình ba miền biên hở xung cân ê sờ phai xóm làn ken khảo sụt mà miền ho bến làn ăn bèn hờ lụt bèn lê đại ho sờ một tàng nổi lém cặp mưa lắng sờ tớp đừng miền lụt lau tay phần nổi hoạt phần tớp xong bao lò mịt sờ mịt thể ho miền xóm mồm chờ đớ xếp tỏng sờ ao mà lau. Loài bén nỉ sợ con ngái miền hớ xung cân ế ao mà mắc chờ sợ hờ lù khẩn hay khẩn na. Mà họ ta mừng nỉ, ăn bén nỉ sợ có đáy bò mẹ bí nọng cân tay, ho nắm làn ăn bén ưng, cuốc làn mử lê xết, bao sớ lê chùm khảo mơ, miền chứ má công hèn, kỳ xung ái ế cặp bu bầu. Khoai sơ thám giờ khoai hến bí nọng hào phênh ho bén, dòng nản sợ ăn nỉ sợ bén lơ. Bến hoàng hào sờ phình ho làn án khảo bén sờ đỡ sờ cuống làn mử chùm khảo mơ kỳ cân tay hào sờ phai ho làn ăn bén nỉ ni sờ loại bèn kỳ cân tay cuống làn mử lê chùm khảo mơ xùm có khảo lăng chờ đáy chuẩn mà nọc miền sờ nừng khẩn bao sờ ếch khảo lám hào có ếch bến làn ăn khảo bén bình thường thôi ai cũng biết làm lấy lá lấy lạt về lấy gạo về ai cũng biết làm hết. Bánh này ở trên này người ta gọi là bánh nhọn mà người Thái gọi là khao túm lém. Bánh này là đặc biệt của người Thái là ngày xưa là mình bánh nỉ sờ bèn đáy cân tay ít óc tết chứ mất giam cân tay ít óc miền hờ lan lúng ngoài lau đầy ngày lau phần lém nổi mồm sờ lau hoạt phần tớp làn mử lê mử xết sờ cân tay mà kho khó bén miền nho tâm hướng bu bảo cặp phi khoắn. Mình gói ngày Tết để mình dâng lên cho tổ tiên. Cái lau kỳ bù súng, cơ đỡ có lơ đầy phăng, bao giờ có một khạp, lơ đầy lau khảo lám kỳ cân tay. Ni sờ một khong lau chẹp hóng, mi lái xong đi của kỳ bù ba. Khảo lám kỳ cân tay sờ có bó bét, năm khảo lau chúng mử, tết việc tùm hoạt, lan xong chẹp kỳ măn. Khảo lám sờ bó đầy tùm cuông mỏ, mà lơ đầy chi, cuống lan bỏng, hỉa sưới. Giác ếp đầy khảo chẹp hóm sờ phái áo lan khảo hang đầy hử mà, cặp sờ phái thức lan khảo hải ken tớp cặp đoan mùi sờ có hóm. Lan ken khảo níu chẹp hóm lại chờ đầy chuẩn có lơ đầy ếp bẹc mồm áo mà miền ho. Tùy khảo mắc oán mương mà việc ếp khảo lám sờ bó bẹc điếu. Nhàng mì nhom sờ bí nỏng mặc hờ khảo khảo lan bóng hỉa lơ sơ cuông bu quỷ pa lăng nặn trăng thao nằm một áo bài trẻ.
thưa bà hoài sợ so thám đáy hủ sợ khao lám sợ khóc lao bất thể xiểu đồi nắm cần tay dòng nặn sợ áo mi thể hớ hủ ăn y nghe kỳ khao lám cung kiên hèn chú mửa sợ dòng lơ. Đối với người Thái chúng tôi thì cái cơm lam là món quý. Đôi nắm cần tay sờ khao lám sờ quỷ chờ mi khét mà dám sờ mặc mà miền hở toàn khét khao lám có đáy pín nòng mặc mà mắc chờ báy đơ cái sờ có ngại đôi nắm sụm ới nòng mà nhìn lăng chờ tét lục sờ khao lám sờ khóng lau bao thể siêu đáy do lau khao lám sờ hóm cần hang tét sờ bao lau đáy lái sờ có mặc không thể thiếu được làm cái kiểu thơm mà để cho người địa không ăn được thì ăn được cơm. Chờ chi sở cỏ phai chẳng mư, giữ phai sứ đớ miền lan bóng khảo lám bao thức mày, cặp khảo cuồng bóng sở cỏ phai sục tiêu. Nhất sở chờ chi phai phai tớp, cặp phai chi te tăng tờ khẩn, du tăng nứa, tuy khảo mắc nhom. Chi chờ đớ lan bóng nỉ sở cỏ lơ hên mà lan ái hóm te lan bóng nỉ sư nản sở khảo lơ sục mờ nỉ cuống kiên hàng chú mử kỳ cân tay khảo lám lơ bến lan khong lau miễn tiếp lan khách mà dám cái nản bí nòng có rác cào nè nắm du khách mưa văn hóa kín lau kỳ nào tay cháu khi lan cơm thì chúng ta chờ chi khảo sờ hao sờ có bao đầy chi khảo phai phình mày phai cái hở lan có phai phai ế sờ đớ miền lan bóng đầy sụp tiêu quân chờ chi sờ có bao đầy chi te tờ bóng khẩn mà phai chi te nứa lùng chờ đớ lơ chi mổm hao lơ áo một có mày thép nổi sờ sờ cuống lan ăn hù nỉ miền nằm du cuống lơ đầy lai bớt sờ nặn khảo sờ lơ đầy chẹp hớn cái que thép chọc ở dưới cái đáy ống để cho cái hơi nước ở bên trong nó chảy bớt ra đi rồi như thế thì cơm nó sẽ ở bên trong nó chín nó mới ráo cơm được. Khảo níu sờ khoang lau biên hờ khảo lau chú mử mặc khén du nhom bỏ mẹ biến ở cần tay chưa đỡ có chuẩn khảo hải miễn nứng ít khảo níu nản sờ loài khảo níu cần tay mặc búp tình lan hơi nà tin đáy hoặc nắm làm bán cần tay lau khảo níu bỏm nắm lan chỉn cây bao sở chỉn mũ đắm bao sở tay chỉn lan tốt ba hồi chẹp hóm bỏm nắm nằn sở hào lao tươm lan ăn cứa hào có hên đẩy lan xong chẹp hóm kỳ khảo níu hải sở chẹp hóm đã đẩy bỏ mẹ bến ở cần tay ếch bến lan khoang lao đi tá miền ếch bến lan khảo níu lai màu đí sở cần tay có lớp áo lan nguyên liệu trẻ bớn lan màu đã đẩy áo màu cong pa. Dân tộc Thái chúng tôi có nhiều món cân tay tộc Hoài mi lái khong lau lơ đại ếch bến khảo níu dòng khảo lám khảo bén của lan khảo níu sở cân tay có lơ ếch bến lai màu đí tá dòng khảo lơ đại trẻ nắm bơ cẩm miền tàu bến lan màu bao màu đén màu lướng xung du khách chơi hoạt năm bản cơ đỡ có mặc lau khảo níu nỉ tinh mắc ban cuống mửa lê xết bao sớm mưa hồi kỳ cần tay lan khoang lau te khảo níu lơ tạo bến làn song mặc mà cung văn hóa kỳ lau kỳ bí nỏng lơ bến làn biểu tượng sướp hèn tinh nỏng bì cung nhóm bỏ mẹ bí nỏng cần tay nổi cần su bổ súng sửa thành.